Kính thưa quý vị và các bạn, tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu, văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn tất cả những người dân Việt Nam đều biết những cái quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng ta đã nói về luật hình sự, chúng ta đã nói về dân sự, nay chúng ta sẽ nói về hành chính. Không chấp nhận kháng cáo quá hạn. Thưa quý vị và các bạn, bài không chấp nhận kháng cáo quá hạn là một cái nội dung mà tôi muốn đưa cái thông điệp này đến quý vị và các bạn. Chúng ta biết rồi, trong một cái vụ kiện dân sự, một cái vụ kiện hôn nhân và gia đình và một cái vụ kiện hành chính, hình sự nói chung, thì cái thời hạn kháng cáo nó là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Như vậy thì chúng ta sẽ đi thêm một cái vấn đề về kháng cáo một cái bản án hành chính của tòa án cấp sơ thẩm. Câu chuyện của tôi là như thế này. Ông A đã khiếu kiện hủy hai cái quyết định hành chánh. Một là cái quyết định hành chánh số 1 của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện, và hai là Ủy ban Nhân dân thành phố cho rằng là hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông. Với cái quyết định của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho rằng cái việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông thì không có xem xét được từng những cái yếu tố, không xem xét thực trạng quản lý sử dụng đất, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông là không đúng, và xin thu hồi lại một phần để cấp cho ông B. Tuy nhiên thì qua hai cấp, cái khiếu kiện, khiếu nại của Ủy ban Nhân dân cùng cấp và Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thì Ủy ban Nhân dân đều bác yêu cầu và ban hành cái quyết định hành chính. Thì không đồng ý với cái quyết định hành chính này thì ông A đã khiếu nại qua tòa. Thì một lần nữa tại cái đơn khiếu kiện hủy hai quyết định hành chánh, thì ông cho rằng việc Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện hủy giấy là với những cái chứng cứ như vậy là không hợp lý và không có cái cơ sở, và trên cái tinh thần đó thì ông yêu cầu hủy hai cái quyết định hành chính. Thì Tòa án Nhân dân của tỉnh đã chấp nhận yêu cầu hủy hai cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông, hủy hai cái quyết định hành chánh của Ủy ban Nhân dân cấp quận và Ủy ban Nhân dân thành phố. Thì đây hồi nãy giờ nói nôm na là chỉ như đó thôi. Tức là sau khi ông A khiếu nại hủy hai quyết định hành chánh và tòa án đã chấp nhận hủy, thì chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, thì cái ngày mà tòa án xét xử là ngày 22 tháng 11 năm 2016 các bạn ạ. Ngày 22 tháng 11 năm 2016 thì trong trường hợp này tòa án đã ban hành cái đã đưa vụ án ra xét xử, trong đó có nguyên đơn là ông A và bị đơn là người bị kiện á, là Ủy ban Nhân dân của cấp tỉnh. Tuy nhiên thì việc bác yêu cầu thì trong cái thời hạn này thì các bên đương sự trong cái vụ kiện này có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày. Vậy thì nếu như trong trường hợp không có gì thay đổi thì tính từ ngày 22 tháng 11 cộng thêm 15 ngày nữa. Tuy nhiên đến 10 tháng 2 năm 2017 thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh mới có kháng cáo. Các bạn ạ, như vậy được xem là kháng cáo quá hạn. Hôm nay tôi muốn phân tích cho quý vị và các bạn, nếu một vì một cái lý do gì đó chúng ta đã kháng cáo không nằm trong cái quy định của pháp luật thì được xem là kháng cáo quá hạn. Và cái kháng cáo quá hạn này có được tòa án chấp nhận hay không? Thì thông thường thì tôi cho rằng là nếu trong trường hợp có một số lý do về trường hợp bất khả kháng theo quy định của bộ luật thì chúng ta sẽ được chấp nhận, còn lại thì sẽ khó mà chấp nhận. Thì đây là một cái quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh.
Thì trong cái dẫn cái yêu cầu thì việc kháng cáo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh là quá thời hạn quy định theo điều 206 của luật tố tụng hành chính. Thì theo thời hạn này thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, và sẽ không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, trong trường hợp này là bị đơn. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái sân chơi hoàn toàn mới và có lẽ sẽ rất là khó khăn cho quý vị và các bạn nếu trong trường hợp quý vị và các bạn chưa có từng theo những cái khiếu kiện hành chính. Nói thật quý vị và các bạn, cái hồi mà tôi học đại học á, tôi học cái học viện tư pháp vào những năm 2004 á, khoảng khoa tôi học khoa 3, thì khoảng cuối năm 2004 tôi rất là sợ cái môn hành chính. Tôi còn không phân biệt nổi thế nào là quyết định hành chính, thế nào là hành vi hành chính nữa. Tuy nhiên thì trong cái quá trình va đập nghề thì tôi đã cố gắng song hành và cố gắng vượt lên chính mình để hoàn tất cái sứ mệnh của vai trò một cái người tư vấn, một cái người luật sư. Khi mà khách hàng đến, chúng ta phải có những cái nghiên cứu. Và tôi nghĩ cho tới thời điểm này thì tôi cũng có thể đường hoàng trả lời quý vị và các bạn về những thủ tục trong cái lĩnh vực hành chính, khiếu kiện hành chính, và đặc biệt là luật tố tụng hành chính. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành. Tôi sẽ có những cái video hướng dẫn về khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu quý vị và các bạn nào đó có quan tâm hoặc đang trong trường hợp tương tự thì xin hãy alo luật sư, hoặc có thể là mình sẽ mua những cái gói khởi kiện để chúng ta có những cái sự chu toàn trong cái việc khởi kiện cái quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định hủy cái quyết định cá biệt của Ủy ban Nhân dân cấp quận, huyện và thành phố. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.